Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Wow các bạn, hôm nay là một trong những ngày mà Thuận làm video rất là trễ. Bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi tối tại Cali, ngày thứ Năm. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ Sáu rồi. Chúng ta lại một lần nữa tiến tới gần cuối tuần. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Và hôm nay công ty cũng rất là bận cho nên Thuận làm video trễ. Nhưng mà chúng ta cũng có một số những tin tức rất là thú vị các bạn. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Thì về mặt giá cả đó, các bạn đã thấy trên màn hình. Thì chúng ta nhìn thấy giá của Bitcoin ngày hôm nay là 64.500 đô. Thì coi như cũng xuống một chút so với giá của ngày hôm qua các bạn. Ngày hôm qua đó chúng ta thấy là chúng ta ở đâu đó là hơn 65.000 đô. Thì tính tới bây giờ đó, giá Bitcoin giảm khoảng 1% so với ngày hôm qua. Không phải là nhiều lắm các bạn. Còn về cả thị trường đó, thì chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa giảm 0.7%. Cũng không phải là nhiều lắm. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường altcoins thì có xanh có đỏ các bạn. Chúng ta thấy là một ngày đó về mặt giá cả thì cũng không có gì gọi là quá sôi động so với ngày hôm qua. Nhưng mà chúng ta lại có rất nhiều tin tức các bạn. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với một cái tin tức mà nhiều bạn cũng rất là quan tâm. Đó chính là liên quan đến những cái động thái của cái ví của chính phủ Đức các bạn. Các bạn cũng đã biết là chính phủ Đức đã tịch thu một số lượng lớn Bitcoin các bạn, khoảng chừng là 50.000 Bitcoin. Và họ cũng đã có cái số lượng này, nên tôi nghĩ là cũng đã cả năm rồi. Và lúc mà họ tịch thu đó thì cái số lượng này chỉ đáng giá khoảng chừng là hơn 2 tỷ một chút thôi các bạn. Thì bây giờ cái số lượng này đã lên tới cái mức là hơn 3 tỷ rồi. Và từ hôm qua tới bây giờ chúng ta cũng đã thấy có một số những động thái từ cái ví này. Các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó họ có rất nhiều những sự di chuyển, nhưng mà tới cuối cùng đó thì cái mà mọi người quan tâm đó chính là bao nhiêu số lượng Bitcoin được chuyển lên trên những sàn giao dịch. Tại vì các bạn thấy được là một người có nhiều Bitcoin họ có thể chuyển ra thành nhiều ví vì một lý do nào đó để mà bảo mật vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy là cái số lượng Bitcoin được gửi lên trên sàn thì khả năng là bán. Thì cái số lượng mà họ gửi lên trên sàn ngày hôm qua là khoảng 1.000 BTC các bạn, chia làm đôi, 500 Bitcoin được gửi lên trên sàn Kraken và 500 Bitcoin được gửi lên trên sàn Bitstamp. Cái số còn lại họ di chuyển ngày hôm qua đó thì đi vào những cái ví khác. Thì có thể là chúng ta đang chứng kiến một cái lực bán đến từ chính phủ Đức các bạn. Nhưng mà 1.000 Bitcoin đó thì đâu đó khoảng chừng là tôi nhớ là 65 triệu ngày hôm qua. Hôm nay đó họ lại di chuyển thêm các bạn, họ di chuyển thêm 1.000 BTC, nghĩa là khoảng 65 triệu. Thì cái số lượng 1.000 này họ di chuyển và lại chia ra làm đôi nữa. Trong đó chúng ta có 200 Bitcoin, nghĩa là khoảng 13 triệu đô la các bạn, đã chuyển tới sàn Coinbase. 800 Bitcoin còn lại, nghĩa là khoảng 52 triệu, thì lại được gửi tới một ví khác mà không rõ danh tính. Thì hôm nay nếu chúng ta chỉ tính cái số lượng được gửi đến trên sàn thì 200 Bitcoin này đáng giá của 13 triệu. Thì nói chung chúng ta có khả năng đang chứng kiến là chính phủ Đức đang bán, nhưng mà cái số lượng thật sự cũng không phải là đáng kể lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là có lực bán đến từ chính phủ Đức hiện bây giờ. Và họ vẫn còn lưu trữ rất là nhiều các bạn. Khả năng là họ chốt lời một phần mà thôi. Tại vì các bạn nghe Thuận vừa chia sẻ mới đây, cái số lượng mà họ tịch thu đó là 50.000 Bitcoin. Hiện bây giờ họ vẫn còn 47.000 Bitcoin các bạn. Và họ đang gồng lời là hơn cả tỷ đô la rồi. Thì có khả năng là họ bán một phần để làm chuyện gì đó. Thuận sẽ chia sẻ một cái bài viết kế tiếp liên quan đến là có khả năng lực bán đến từ đâu nữa. Thì các bạn cũng đang nghe rất nhiều người chia sẻ như là gần đây đó, CEO của CryptoCoin cũng đã chia sẻ nhiều lần là chúng ta đang chứng kiến một lực bán đến từ những cái công ty đào, nhất là những công ty đào nhỏ, tại vì họ đang gặp áp lực. Khi mà chúng ta nhìn thấy là sau khi Bitcoin halving có một thời gian giá sẽ không có di chuyển nhanh, giống như là thời điểm bây giờ các bạn, sau khi mà halving thì các bạn thấy được giá đã đi hàng ngang từ tháng 3 tới bây giờ rồi. Thì chúng ta cũng đã thấy được là với cái số lượng Bitcoin được đào ra bị giảm đi phân nửa thì có rất nhiều những cái công ty đào họ chịu không nổi, họ cần phải bán để mà có chi phí để tiếp tục, hay là họ đóng cửa, họ bán số lượng Bitcoin của mình. Đó chính là điều mà được chia sẻ rất nhiều trong thời gian gần đây. Và ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một cái dữ liệu đến từ Into the Block. Tôi không biết họ tính như thế nào, nhưng mà họ tính là cái số lượng Bitcoin được giữ bởi những cái công ty đào bây giờ đã giảm xuống. Đầu năm nay đó là họ lưu trữ tổng cộng là 195 triệu BTC. Hiện bây giờ đó họ lưu trữ đâu đó là khoảng chừng là 109 triệu BTC mà thôi. Không biết họ dùng cách nào để mà tính các bạn, nhưng mà dựa theo cái thông tin này đó thì hiện bây giờ cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi những cái công ty đào đang ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là trong thời gian 14 năm qua đó thì rất là nhiều thời điểm chúng ta chỉ thấy là những cái công ty đào họ tích lũy và tích lũy mà thôi. Và chúng ta thấy được là họ có thể tích lũy không bán, tại vì họ có thể là vay mượn được, họ có thể là dùng Bitcoin của mình để mà thế chấp. Nhưng mà cái sự kiện của năm 2022 đã thay đổi tất cả các bạn. Trước đó đó thì các bạn thấy là cái dịch vụ thế chấp cho vay hay là các bạn ký gửi để mà lấy lời đó thì trước đây cũng có, nhưng mà nó chỉ dành cho những cái tổ chức đầu tư mà thôi. Tới năm 2021-2022 đó thì là được mở rộng ra cho những nhà đầu tư thông thường. Rồi chúng ta lại dẫn đến những cái sự kiện như là FTX. Các bạn thấy được là lúc đó họ đã vay mượn rất nhiều từ những cái sàn, và cuối cùng các bạn thấy được là những cái công ty như là BlockFi, Celsius, Voyager đều bị phá sản hết. Và tôi nghĩ là những cái công ty đào đó họ cũng đã có được nhiều kinh nghiệm từ năm 2022, cho nên họ cũng không có dám quá mạo hiểm bây giờ. Họ không có dám như trước đây vay mượn nhiều rồi dùng Bitcoin làm thế chấp nữa, tại vì nếu như mà cái công ty mà cho họ vay mà bị phá sản đó, thì cái số lượng Bitcoin họ dùng làm thế chấp thì coi như họ cũng rất là khó để mà lấy lại được các bạn. Cho nên chúng ta có thể thấy là họ đã lựa chọn là bán Bitcoin. Nhưng mà lực bán thật sự là bao nhiêu đó chúng ta cũng không có rõ. Đây chỉ là những cái lý do chúng ta đã nghe trong vòng mấy ngày qua mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là không phải ai cũng bán đâu. Chúng ta cũng có người mua, nhất là trên sàn OTC các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là đương nhiên gần đây đó, thì cái dòng tiền Bitcoin Spot ETF trong vòng khoảng một tuần qua đó là dòng tiền âm. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay cũng đã có một cái lực mua đến từ MicroStrategy các bạn. Cuối cùng đây thì họ cũng đã thành công bán được cái số lượng trái phiếu, và các bạn đã nhớ là mới đầu đó họ chỉ muốn bán có 500 triệu mà thôi, rồi họ tăng lên 700 triệu. Cuối cùng là ngày hôm nay cái số tiền họ thu về là 786 triệu và họ đã dùng cái số lượng đó để mà mua Bitcoin các bạn, và họ đã thông báo là đã thu mua tổng cộng là 11.931 BTC, mua ở cái mức giá trung bình là 65.883 đô, có nghĩa là mua cái mức giá cao hơn bây giờ. Cái này cũng không có gì gọi là quá bất ngờ rồi các bạn. Thường sau khi mà MicroStrategy mua thì giá sẽ giảm xuống, và lần này cũng không ngoại lệ, và họ thường mua ở cái mức cao hơn cái mức giá thị trường, thì lần này cũng như vậy các bạn. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay đó thì MicroStrategy đã nắm giữ 226.331 Bitcoin, trị giá là hơn 8 tỷ đô la các bạn, 8 tỷ 3, với cái mức giá trung bình của họ mua chỉ có 36.798 đô mà thôi cho mỗi một BTC. Tại vì họ cũng đã trung bình giá trong vòng 4 năm qua rồi các bạn. Chỉ là khi mà MicroStrategy mua hồi xưa đó, lúc mà bắt đầu thì họ mua rất là nhiều các bạn, họ mua tới mấy tỷ liên tục lận, và họ đã mua cái mức giá rất là cao. Rồi sau khi mà chúng ta thấy thị trường giảm đó, thì cái thời điểm đó họ cũng mua nhưng mà ít hơn các bạn, tại vì khó để mà vay mượn, khó để mà có thể bán trái phiếu hơn. Năm 2022 đó rất là khó khăn, không chỉ riêng cho crypto mà cho cả thị trường tài chính các bạn. Bán trái phiếu hay là chào bán cổ phiếu rất là khó, cho nên đáng tiếc lúc mà giá thấp đó thì họ không có thu được nhiều tiền để mà tiếp tục tích lũy. Nhưng mà các bạn có thể nghĩ như thế này, đối với Thuận đó thì chúng ta cũng nghe nhiều công ty tích lũy Bitcoin các bạn. Chúng ta cũng đã nghe những công ty lớn như là Tesla, SpaceX, chúng ta có MicroStrategy. Nhưng mà MicroStrategy bây giờ vẫn là một công ty gì rất là đặc biệt các bạn. Cái tốc độ và cái sự hấp tấp để mà tích lũy Bitcoin đến từ Michael Saylor nó hoàn toàn khác với tất cả những người còn lại. Giống như các bạn có cảm giác là cái quỹ iBit, cái quỹ Bitcoin Spot ETF của BlackRock khác với những quỹ còn lại vậy đó, thì chúng ta cũng có cảm giác tương tự liên quan tới MicroStrategy. Hầu như là họ muốn cực kỳ nhanh, càng nhanh càng tốt để mà tích lũy Bitcoin. Chúng ta thấy được là cũng có rất nhiều công ty họ tin tưởng vào Bitcoin, nhưng mà cái cách họ tích lũy đó là khi nào mà công ty họ làm có lời thì họ lấy một phần lời đó để mà tích lũy Bitcoin. Thay vì họ tích lũy tiền mặt hay là tích lũy tài sản khác thì họ lựa chọn là Bitcoin. Nhưng mà ngược lại, MicroStrategy đó thì liên tục được các bạn, rất là hấp tấp hiện bây giờ. Giống như là họ đã thấy được tương lai của Bitcoin và nó hoàn toàn khác biệt so với lại cái số lượng người còn lại. Khi mà chúng ta nói tới Bitcoin đó thì các bạn thấy được là người ta thường hay nói đến là to the moon, có nghĩa là giá sẽ lên tới một mức nào đó 100.000, 500.000, 1 triệu đô la. Nhưng mà đối với MicroStrategy, hầu như họ chỉ muốn tích lũy Bitcoin mà thôi các bạn. Hình như là Michael Saylor cũng không có quan tâm đến cái mức giá nào thì công ty MicroStrategy sẽ suy nghĩ lại có nên tích lũy thêm Bitcoin hay là không. Gần đây đó thì có một cuộc phỏng vấn và ông nói con số rất cực kỳ cao các bạn, đâu đó khoảng chừng 8 triệu đô la. Nếu như một Bitcoin lên tới mức 8 triệu đô la thì ông có thể suy nghĩ có nên tiếp tục tích lũy hay là không. Nhưng mà từ đây đến đó thì công ty sẽ mãi mãi mua cho đến khi nào mà không thể nào mua được nữa mà thôi, tại vì mức giá đã quá cao rồi. Thì các bạn thấy được đó chính là cái tư duy của Michael Saylor. Thì chúng ta bây giờ nghĩ đến Bitcoin đó, tôi nghĩ là khi các bạn nhìn vào BTC hiện bây giờ thì ít nhiều gì chúng ta cũng có một con số trong đầu. Nếu như mà con số đã đạt được đó thì có thể là chúng ta sẽ bán một phần không nhỏ Bitcoin của mình. Thuận nghĩ là Thuận có, các bạn cũng có. Tại vì chúng ta nghĩ đến đầu tư để có được cuộc sống tốt hơn, chứ không phải đầu tư chỉ để tích lũy Bitcoin mà thôi. Nhưng mà có thể là cái suy nghĩ đó của chúng ta chỉ dựa vào cái những điều chúng ta biết hiện bây giờ mà thôi. Cũng giống như chúng ta nhìn vào một cái hình Thuận đã chia sẻ trên những mạng xã hội đó, thì các bạn thấy được đây chính là cái cấu trúc giải thưởng của cái game Starcraft các bạn, cách đây 10 năm. Thì những bạn nào mà chơi game cách đây 10 năm cũng đã biết Starcraft đó, thì là một cái game rất là nổi tiếng các bạn. Và trong cái bảng này chúng ta nhìn thấy được là cấu trúc giải thưởng, hạng nhất là được 500 đô, hạng nhì là 250 đô, hạng 3 là 150 đô, hạng 4 là 100 đô và từ hạng 5 tới hạng 8 đó thì mỗi người nhận 25 Bitcoin, coi như là thích lợi các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được 25 Bitcoin nhưng cho mức giá bây giờ là bao nhiêu rồi. Nhưng mà ở cái thời điểm đó, cái t 10 năm đó, người ta không thể tưởng tượng được một ngày nào đó Bitcoin đạt được cái mức là 65.000 đô, chứ đừng nói đến là 100.000 đô như là chúng ta đang chờ đợi hiện bây giờ, hay là nhiều người chờ đợi là 500.000 đô, 1 triệu đô la. Lúc đó người ta không thể tưởng tượng được một ngày nào đó Bitcoin lên được tới 1.000 đô hay là lên tới 10.000 đô, chứ đừng nói tới là bây giờ các bạn. Cho nên có thể là chúng ta chỉ nhìn với sự hiểu biết bây giờ mà thôi. Còn Michael Saylor đó thì đã nhìn thấu và đã hiểu hơn mọi người. Cũng có thể các bạn không ai biết được, tương lai mới có câu trả lời. Bản thân Thuận thì các bạn cũng đã biết là Thuận sẽ mãi mãi giữ là một phần Bitcoin, tại vì Thuận sẽ không có thể nào mà bán hết được các bạn. Thuận đã đi tới cái nước này rồi, không thể nào một ngày nào đó Thuận chứng kiến Bitcoin có thể lên được tới 1 triệu hay là hơn thế nữa, nhưng mà lúc đó Thuận lại không còn Bitcoin nào hết, thì Thuận không thể nào mà chấp nhận một kết quả như vậy. Cho nên đối với Thuận thì sẽ có một phần Bitcoin Thuận sẽ mãi mãi giữ lại các bạn. Và các bạn thấy được là MicroStrategy trung bình giá tới bây giờ thì cái mức giá trung bình họ mua là 36.798, nhưng mà các bạn cũng đã thấy là Thuận và các bạn cùng nhau trung bình giá Cardano ra từ cái lúc là downtrend bắt đầu năm 2022 các bạn, lúc đó là giá khoảng 46-47.000 gì đó, và chúng ta đã trung bình giá xuống tới cái mức thấp là 15.000 đô, rồi chúng ta tiếp tục trung bình giá cho lên tới bây giờ. Và các bạn thấy là trong vòng 2 năm qua đó thì cái phần trung bình giá này, cái mức giá trung bình vẫn tốt hơn MicroStrategy là 28.390 đô mà thôi các bạn. Đây đó là một trong những cái yếu tố quan trọng chúng ta cần phải điều đặn trong trung bình giá. Lý do tại sao mà MicroStrategy trung bình giá nhiều năm hơn, gấp đôi cái số lượng thời gian chúng ta có account này, nhưng mà các bạn thấy được là cái mức giá trung bình họ lại cao hơn, tại vì Thuận vừa chia sẻ mới đây là họ lại mua Bitcoin những cái mức cao với cái số tiền nhiều hơn, chứ không phải là mua điều đặn các bạn. Cho nên khi các bạn trung bình giá đó là một trong những cái yếu tố quan trọng, đó chính là cần phải có một cái sự kiên trì, cần phải có một cái kỷ luật về điều đặn các bạn. Và để làm được điều đó thì các bạn cần phải có một lòng tin vững chắc, cộng với lại các bạn cần phải có một cái nguồn tiền liên tục, có thể là phải đến từ đi làm hay gì đó, chúng ta mới có thể trung bình giá dài hạn được. Và đương nhiên trung bình giá là dành cho những tài sản mà các bạn có lòng tin tăng trưởng dài hạn, chứ nếu như các bạn chọn sai tài sản thì các bạn có áp dụng chiến lược gì thì cũng như nhau mà thôi các bạn. Chúng ta còn rất nhiều những tin tức thú vị khác liên quan đến crypto, nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới một số tin tức vĩ mô đi. Các bạn nhìn thấy được là Thụy Sĩ đó, họ đã thực hiện cái lần cắt giảm lãi suất thứ hai rồi. Các bạn thấy được là chúng ta đã bắt đầu thấy nhiều ngân hàng trung ương lớn đã cắt giảm lãi suất. Thụy Sĩ đã đi trước một bước rồi, bây giờ họ đã cắt lãi suất lần thứ hai và họ đã cắt giảm thêm 0.25%, và hiện tại lãi suất của họ mức là 1.25% mà thôi. Chúng ta cũng đã nghe gần đây liên quan tới Canada đã cắt giảm lần đầu tiên, chúng ta nói tới Thụy Sĩ cũng đã cắt giảm lần đầu tiên, Na Uy cũng đã cắt giảm lần đầu tiên. Chúng ta bây giờ đã chỉ chờ đợi hai nơi mới thôi các bạn. Thứ nhất đó chính là Hoa Kỳ, chừng nào Fed mới cắt giảm, và thứ hai đó chúng ta đang chờ đợi nước Anh các bạn. Thì tuy lạm phát của nước Anh cũng đã đi về cái xu hướng cần thiết, nhưng mà hôm nay khi mà họ họp đó, họ đã quyết định là giữ lãi suất nguyên một chỗ thêm một thời gian nữa. Thì bây giờ đó mọi người kỳ vọng là tháng 8 này nước Anh sẽ cắt giảm lãi suất, còn những cái nhà chuyên gia kinh tế thì họ nghĩ là tới tháng 9, nhưng mà trong năm nay sẽ có đợt cắt giảm đầu tiên. Và Hoa Kỳ cũng như vậy các bạn, không biết là khi nào mà thôi. Chúng ta phải chờ đợi cho đến cuộc họp ngày 31 tháng 7 mới biết thêm được, nhưng mà từ đây đến đó chúng ta sẽ có thêm là một chỉ số phần trăm lạm phát và 2 chỉ số phần trăm thất nghiệp. Và vì lý do là các bạn thấy được là Fed vẫn không chịu cắt giảm lãi suất, chúng ta nhìn thấy là đồng yên Nhật Bản đó thì đang trên đà đạt xuống cái mức thấp nhất so với đồng đô la trong vòng 34 năm qua các bạn. Đây là cái biểu đồ đồng yên Nhật Bản với đồng đô la, và các bạn thấy được là chúng ta đang chứng kiến đồng tiền của Ấn Độ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử so với đồng đô la Mỹ. Thì Fed không muốn giảm lãi suất, đồng đô la đang quá mạnh các bạn. Và Thuận đã chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi, đồng đô la mạnh thì không phải là tốt đâu các bạn, nó không tốt và cũng không xấu, tùy theo các bạn hỏi ai. Nhưng mà về mặt đầu tư đó thì đồng đô la mạnh là một điều mà không có tốt các bạn, tại vì chúng ta nhìn thấy là chỉ số DXY. Đây là một cái chỉ số mà các bạn so sánh sức mạnh đồng đô la với những đồng lớn như là chúng ta nói tới là đồng Yen Nhật Bản, chúng ta nói tới đồng Euro, đồng bảng Anh vân vân, thì các bạn có thể nhìn thấy được là biểu đồ này đã vẫn tiếp tục ở cái mức cao hơn 100 điểm, rất là dai luôn các bạn. Chúng ta chỉ có một thời gian cực kỳ ngắn đó, cái biểu đồ này giảm xuống tới cái mức là dưới 100 điểm đó, chỉ có vài ngày mà thôi các bạn, rồi sau đó lại tăng ngược trở lên, đó chính là vào tháng 7 của năm ngoái. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục giữ mức là hơn 100 điểm cho tới bây giờ luôn. Và các bạn thấy được là đây là cái thời điểm mà chúng ta thấy Fed tăng lãi suất, những quốc gia khác cũng tăng lãi suất. Bây giờ chúng ta đã đi vào cái thời điểm là một số quốc gia đã giảm lãi suất rồi, nhất là chúng ta nói tới là nước Anh mới đây. Nếu như mà họ giảm lãi suất mà Fed không giảm đó, chỉ số này khả năng lại càng tăng cao nữa. Và khi các bạn so sánh chỉ số này DXY với lại thị trường tài chính nói chung đó, thì sẽ có một cái sự tương quan âm. Thường là như vậy các bạn, không phải là 100%, nhưng mà thường là như vậy. Có thể nghĩ đơn giản là nếu như mà chúng ta thấy đồng đô la mạnh đó, thì cũng đồng nghĩa là lãi suất của Hoa Kỳ rất là tốt. Khi mà chúng ta có lãi suất tốt đó, thì người ta có thể là đầu tư vào trái phiếu, lấy lãi suất nó an toàn hơn là phải mạo hiểm đầu tư vào chứng khoán. Các bạn thấy được là bây giờ công trái phiếu Hoa Kỳ có thể cho các bạn có cái phần trăm lời là 5%. Không phải là nhiều lắm các bạn, nhưng mà đối với một người mà có nhiều tiền thì họ nghĩ là bây giờ 5% một năm mà nó cực kỳ an toàn thì cũng rất là tốt rồi. Trong khi mà lạm phát đã giảm về cái mức là 3% thì coi như họ vẫn có lời. Thì tại sao họ lại phải mạo hiểm đi vào thị trường chứng khoán để có thể có cái phần trăm lời đâu đó 8-10% mà thôi. Thì đó là cái suy nghĩ chung của một số người các bạn. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy đồng đô la tăng thì thường không tốt cho thị trường tài chính. Và một điều nữa là khi đồng đô la tăng, những công ty mà họ bán sản phẩm ra nước ngoài nhiều ra, chúng ta nói tới là những công ty như là Tesla, như là Facebook, như là Google, như là Apple, thì các bạn cũng nên nhớ thường chia sẻ khi mà họ bán sản phẩm ở nơi khác, giống như giờ chúng ta mới nói tới đó là ở Nhật Bản hay là Ấn Độ đi, thì khi mà họ thu tiền Nhật Bản và Ấn Độ trở về Hoa Kỳ, họ phải đổi ra đồng đô la. Khi mà họ đổi ra đồng đô la đó, thì lại có ít đồng đô la hơn các bạn, ảnh hưởng đến thu nhập công ty. Cho nên các bạn mới thấy được là khi mà chỉ số DXY tiếp tục ở mức cao thì thường sẽ có cái phản ứng ngược lại với thị trường tài chính nói chung. Nhưng mà đối với nhập khẩu đó thì rất là tốt các bạn, và những bên nào mà đi du lịch thì rất là tốt nếu như các bạn có đồng đô la trong tay. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay, thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ, đó chính là nền tảng JustMarkets. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Bạn muốn tăng cường khả năng giao dịch của mình, JustMarkets sẽ hỗ trợ bạn thực hiện điều đó. Ưu điểm chính của JustMarkets, thứ nhất là giao diện miễn phí qua đêm cho mọi người, cho phép tất cả các nhà trader giao dịch mà không mất phí qua đêm. Thứ hai là nhóm hỗ trợ của JustMarkets luôn sẵn sàng 24/24 bằng nhiều ngôn ngữ để hỗ trợ người dùng từ khắp nơi trên thế giới. Và thứ ba, tính năng bảo vệ khoảng trống giá, giúp ngăn ngừa trượt giá bằng cách bảo vệ nhà giao dịch khỏi những khoảng trống giá bất ngờ. Và thứ tư là khớp lệnh trong tích tắc. Thứ năm, gửi và rút tiền miễn phí, giúp giao dịch tiết kiệm chi phí hơn. Và thứ sáu là định giá minh bạch và không có phí ẩn. JustMarkets thì đã vừa được cập nhật lại các bạn. Thứ nhất là thiết kế lại trang chủ cũ khó tiếp cận sang thiết kế tối giản, đảm bảo khả năng truy cập và cá nhân hóa trên tất cả các thiết bị, giúp cho khách hàng trên toàn thế giới điều hướng và sử dụng dịch vụ dễ dàng hơn. Thứ hai là thiết kế lại khu vực cá nhân cồng kềnh khi mà quản lý tài khoản và truy cập các tính năng, làm trở lên đơn giản hóa với thiết kế trực quan và hiệu quả hơn, nâng cao trải nghiệm tổng thể của người dùng. Thứ ba là trung tâm trợ giúp được cải tiến, cung cấp thông tin chi tiết và có cấu trúc về bất kỳ chủ đề nào, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy trợ giúp họ cần một cách nhanh chóng. Và thứ tư, về chức năng mở rộng thì tính năng giao dịch trong ứng dụng mới trên thiết bị di động và máy tính để bàn, cho phép người dùng truy cập toàn bộ thị trường và nắm bắt cơ hội mọi lúc mọi nơi mà không cần phải chuyển đổi nền tảng. Những cập nhật này đã sẽ làm nâng cao trải nghiệm giao dịch trong tương lai, khả năng truy cập đã được cải thiện, trải nghiệm người dùng nâng cao, cấu trúc trung tâm trợ giúp mới cung cấp hỗ trợ toàn diện, giúp cho người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin họ cần để giải quyết vấn đề và nâng cao kiến thức giao dịch. Chức năng tốt hơn, tận dụng các cơ hội mà không gặp rắc rối khi mà chuyển đổi nền tảng. Những thông tin chi tiết dành cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm nên sẽ nằm bên dưới video này ở phần mô tả. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những cái thông tin ở bậc trong video này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những tin tức khác đi, nó liên quan đến ETF các bạn. Thì trước hết chúng ta thấy được là công ty Bitwise họ cũng đã chỉnh sửa cái văn bản S1 của họ, tôi đã chia sẻ ngày hôm qua, để mà nộp lại cho SEC. Và theo Thuận nhớ đó, hạn chót là ngày mai các bạn, hạn chót là những công ty phải nộp cái văn bản chỉnh sửa S1 ngày mai. Hy vọng đây là cái đợt cuối cùng rồi, và nếu như mà đây là đợt cuối cùng đó, hy vọng tuần sau chúng ta sẽ có thông tin tốt đến từ SEC cái ngày mà bắt đầu được giao dịch các bạn. Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng mà kỳ vọng là đâu đó vào đầu tháng sau sẽ được giao dịch. Các bạn có thể thấy được là ở trong cái đơn chỉnh sửa của Bitwise, họ cũng đã cho biết là cái quỹ đầu tư Pantera đã cam kết là sẽ mua 100 triệu đô la Ether Spot ETF khi mà bắt đầu giao dịch các bạn. Cái volume bao nhiêu và cái nhu cầu lưu trữ bao nhiêu chúng ta không có biết, hy vọng là nhiều, nhưng mà ít ra các bạn thấy được là cũng đã có ít nhất một quỹ đã cam kết 100 triệu đối với là Bitwise. Và chúng ta cũng còn một cái thông tin khác nữa cũng rất là thú vị liên quan tới Bitwise các bạn. Tại vì họ đã cho ra một cái quảng cáo. Cái quảng cáo này thường sẽ không có play đâu các bạn, tại vì thường cũng lo bị dính bản quyền. Nhưng mà các bạn có thể thấy được quảng cáo này đó là chúng ta có hai người, một người thì bận đồ bình thường, thì bận đồ rất là đơn giản. Ở bên tay phải đó, đó là đại diện cho Ethereum, tại vì đây là quảng cáo cho Ethereum Spot ETF. Và cái người bên tay trái đó chính là một người mà đại diện cho phố Wall các bạn, một người mà đại diện cho công ty tài chính truyền thống. Thì các bạn thấy được là cái câu trò chuyện này đó là người này bây giờ đã mệt mỏi và chuẩn bị đi ngủ, tại vì đã làm từ 9h30 sáng cho đến 4 giờ chiều rồi. Đó là cái thời gian mở cửa của thị trường chứng khoán. Nhưng mà cái người bên tay phải thì nói là ồ, tôi làm việc 24/24 luôn. Thì ý nói là Ethereum nền tảng làm việc không bao giờ nghỉ ngơi hết, lúc nào các bạn cũng trade được, lúc nào các bạn cũng có thể là di chuyển tiền được, chứ không phải là đợi tới giờ hành chính mà thôi. Thì đây là cái quảng cáo, đương nhiên nó nhí nhở một chút cho Ethereum để cho mọi người hiểu hơn một chút xíu về Ether các bạn. Tại vì đối thuận là mọi người bình thường có thể là họ đã nghe qua Bitcoin, họ cũng đã từng thấy những người nổi tiếng nói về Bitcoin, nhưng mà về Ether đó có thể họ có cái hiểu biết mơ hồ hơn rất là nhiều. Cho nên các bạn cũng nên hiểu là đối với Ethereum thì cái độ giải thích nó phải cao hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn nghĩ là những cái công ty tài chính bây giờ đó, những cái công ty tư vấn đầu tư mà họ vẫn chưa có thật sự thu mua Bitcoin Spot ETF, tại vì họ cần phải tìm hiểu và phải tốn khoảng chừng là nửa năm, thì các bạn nghĩ là họ phải tốn thời gian bao nhiêu lâu để hiểu Ethereum? Có thể là phải lâu hơn nữa các bạn, để có thể thực sự đánh giá Ether là như thế nào. Nhưng mà đây cũng là cái quảng cáo đầu tiên các bạn, và đây sẽ là cái sự khởi đầu của cuộc chiến quảng cáo liên quan tới Ethereum. Cũng là điều tốt các bạn, phủ sóng nhiều hơn để cho mọi người hiểu hơn về thị trường crypto này. Không phải là chỉ có Bitcoin không. Nhưng mà cái cảm giác khi mà Thuận xem cái video này đó, nó có cảm giác giống như cái gì các bạn biết không? Giống như là cách đây nhiều năm, nó cũng phải mười mấy năm rồi các bạn, khi mà chúng ta thấy cái video quảng cáo giữa Mac và PC các bạn. Để Thuận cho các bạn xem cái phần đầu của cái video này, các bạn sẽ hiểu Thuận nói gì. Hello, I'm Ethereum. And I'm big finance. Okay. Bạn thấy được hello I'm Ethereum, còn người kia nói là hello I'm big finance. Thì các bạn thấy được là trong cái quảng cáo này đó, bắt đầu cũng như vậy và phong cách cũng tương tự luôn. Hello I'm a Mac and I'm a PC. You know I've actually just... Đây là quảng cáo giữa Mac và PC các bạn. Đương nhiên là đây là quảng cáo do Apple đưa ra, ý nói là MacBook nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tân thời hơn là PC rất là nhiều và có nhiều cái ưu điểm hơn. Cái này đã là 15 năm trước rồi, bây giờ Thuận nghĩ là nhiều người cũng đã sử dụng MacBook. Tuy nhiên PC đó thì vẫn là cái thị phần lớn nhất, nhưng mà MacBook cũng đã được sử dụng rất là nhiều hiện bây giờ rồi. Nhưng mà cách tới 15 năm thì không phải các bạn, người ta phải giải thích Mac có cái gì tốt hơn là PC, tại vì nhiều người 15 năm trước cũng không có sử dụng MacBook đâu. Thì cũng tương tự như là Ether hiện bây giờ. Đó là Ethereum. Chúng ta bây giờ hãy nói tới Solana các bạn. Rất là nhiều bạn đang chờ đợi xem coi là sau Ethereum sẽ có quỹ ETF nào khác ở Hoa Kỳ, đồng nào sẽ được nêu tên để có ETF. Thì chúng ta phải đợi cái dòng tiền đi vào Ether mới biết được các bạn. Nếu như mà dòng tiền không có tốt đó, thì phải chờ rất lâu. Cho nên chúng ta hy vọng là Ethereum Spot ETF rất là thành công để có những quỹ ETF khác. Nhưng mà các bạn thấy là ở Canada đó thì họ cũng vừa nộp đơn. Cái này là chưa được duyệt các bạn, nhưng mà cái quỹ 3IQ đó họ cũng đã nộp đơn để ra mắt cái quỹ ETF Solana. Thực ra đây là cái quỹ ETP, nó hoạt động cũng gần như giống nhau các bạn, nhưng mà đây là cái quỹ đóng, có nghĩa là nó giống như là cái quỹ Grayscale trước đây hơn là cái quỹ ETF hiện bây giờ. Nhưng mà hiểu đơn giản đó, đây cũng là một cái quỹ mà nếu như được thông qua sẽ cho phép những nhà đầu tư tiếp cận được với lại cái giá Solana. Hiệu ứng nó cũng sẽ tương tự như vậy. Thì chúng ta không biết có được thông qua hay là không các bạn, chúng ta phải chờ theo thông tin. Nhưng mà các bạn thấy là ít nhất đã có một công ty đi trước và họ muốn Solana là đồng kế tiếp các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là dòng tiền Bitcoin Spot ETF ngày hôm nay đó, thì chúng ta lại tiếp tục có cái lực bán. Các bạn thấy là hôm qua đó là con số 0, tại vì hôm qua là ngày lễ của Hoa Kỳ. Hôm nay mở cửa trở lại, chúng ta nhìn thấy được là cái dòng tiền lại tiếp tục là dòng tiền âm. Hiện bây giờ đó chúng ta vẫn chưa có đầy đủ thông tin. Hôm nay cũng khá là trễ các bạn, không biết tại sao mà bây giờ vẫn chưa có đầy đủ thông tin. Nhưng mà những cái quỹ quan trọng chúng ta cũng đã biết rồi. Các bạn thấy là chúng ta có cái lực bán tiếp tục đến từ Fidelity các bạn. Fidelity gần đây cái lực bán cũng không có thua gì Grayscale hồi xưa đâu. Các bạn thấy được là 100 triệu, 90 triệu, 80 triệu, hôm nay là 51 triệu. Chúng ta nhìn thấy được là Grayscale đó thì bán ở mức là 53 triệu ngày hôm nay. Nhưng quỹ khác thì không đáng kể các bạn. Nhưng mà BlackRock thì vẫn tiếp tục, một là không có dòng tiền ra, hai là có dòng tiền dương. Hôm nay đó tuy là không đáng kể các bạn, nhưng mà trong những thời điểm này đó, thì tấm lòng này chúng ta cũng nên ghi nhận. BlackRock từ khi bắt đầu tới bây giờ chỉ có một ngày duy nhất là có dòng tiền âm mà thôi các bạn. Còn lại là chúng ta thấy là dòng tiền không hay là dương. Hôm nay vẫn là dòng tiền dương. Đương nhiên không có hề hứng gì hết các bạn, tại vì cái số lượng bán quá nhiều hiện bây giờ. Và một số bạn hỏi Thuận là cái phần trăm có lời dựa theo Glassnode bây giờ là bao nhiêu. Thì cái điều tốt đó là các bạn thấy là giá bây giờ ở mức là 64.600 đô. Thì chúng ta thấy được là cái phần trăm có lời cũng đã giảm xuống rồi. Chúng ta đương nhiên đã rời khỏi vùng màu đỏ này rồi. Và chúng ta bây giờ mức là 83.62%. Thuận nên thì thích cái phần trăm này đâu đó là dưới 80%. Không biết chúng ta có cơ hội thấy đợt này hay là không. Chúng ta cũng đã tiến gần đến 80 rồi. Và đương nhiên khi mà cái này mà dưới 50% đó, thì chúng ta sẽ đi vào cái vùng màu xanh bên dưới này. Và đó là cái lúc mà Thuận rất là quan tâm các bạn và cực kỳ chú tâm để tích lũy. Giống như là chúng ta cũng đã từng nhìn thấy vào khoảng chừng tháng 10 của năm 2022. Lúc đó Thuận cũng đã từng chia sẻ với các bạn là Thuận sẽ cực kỳ chú tâm đi làm trung bình giá để tích lũy nhiều Bitcoin nhất có thể. Đương nhiên đó chỉ là cái chiến lược riêng của Thuận mà thôi. Thuận chỉ muốn chia sẻ để các bạn nắm bắt được cũng giống như là có cái sự rõ ràng. Chứ còn mỗi người sẽ có mỗi một cái nhu cầu và vị thế khác nhau. Và chúng ta cũng thấy là ở nước Úc đó, Thuận sẽ dẫn các bạn đi vòng ngoài thế giới một chút. Và ở Úc đó chúng ta đã có thêm một quỹ Bitcoin Spot ETF ra mắt ngày hôm nay các bạn. Đó chính là quỹ của VanEck. Và họ đã ra mắt ngày hôm nay rồi. Các bạn thấy được VanEck cũng đã có một cái quỹ ETF ở Hoa Kỳ liên quan tới Bitcoin. Và ở Úc bây giờ đó họ cũng có một quỹ. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua Argentina. Thì các bạn cũng đã biết là Javier Milei là một trong những người mà rất là ủng hộ Bitcoin khi mà ông ứng cử. Và bây giờ ông cũng đã trở thành tổng thống mới của Argentina. Thì câu hỏi bây giờ đó là ông có ủng hộ Bitcoin nữa hay là không? Thì các bạn thấy được là ở trên Twitter ngày hôm qua đó thì Javier Milei cũng đã nói là hello tất cả mọi người, tóm lại như vậy. Rồi sau đó đó Gable goes back, và Thuận nhớ đây là người mà đứng đầu một cái quỹ đầu tư trước đây chính là Bitwise hay là VanEck gì đó, Thuận cũng quên rồi các bạn. Nhưng mà ông cũng đã rời khỏi chức vụ đó. Thì Gable goes back nói là Bitcoin cho tất cả mọi người. Thì chúng ta thấy là Javier Milei cũng đã trả lời Gable goes back ngày hôm qua, nói là ông khẳng định chính quyền của ông sẽ cho phép cạnh tranh tự do giữa các loại tiền tệ, bao gồm Bitcoin và cả các đơn vị tiền tệ khác. Thì ông nói là tại Argentina đó sẽ có cái sự cạnh tranh tự do về các loại tiền tệ. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng Bitcoin thì sẽ không có vấn đề gì hết. Các bạn muốn sử dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán, không có vấn đề gì hết. Bạn cũng có thể sử dụng những đơn vị tiền tệ khác. Và đơn vị phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn là gì thì bạn có thể lựa chọn cái đơn vị đó. Nói chung đó là một cái thị trường tự do. Thì các bạn thấy được là nhiều người cũng đang chờ đợi xem coi Argentina có theo gót chân của El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp hay là không. Thì tôi nghĩ cái đó nó hơi khó một chút. Tại vì chúng ta thấy được hai quốc gia này khác nhau rất là nhiều. Thứ nhất đó là ở El Salvador họ không có tiền quốc gia các bạn. Họ không có tiền quốc gia riêng của họ. Họ sử dụng đồng đô la cho nên họ thêm một cái loại tiền tệ nữa thì cũng được mà thôi. Nhưng mà ở Argentina họ đã có cái đồng riêng của họ rồi. Họ sử dụng đồng đô la cũng như là bây giờ họ cho phép crypto. Thì các bạn thấy được là ở Argentina là phức tạp hơn rất là nhiều. Thứ nhì nữa là Argentina đang có cái số nợ không hề nhỏ. Và họ lại là một cái nền kinh tế lớn hơn El Salvador các bạn. El Salvador nhỏ hơn Argentina. Và chúng ta cũng thấy là Argentina là nằm trong cái khối G20 cho nên nó phức tạp hơn. Nhưng mà nói chung đó thì Javier Milei chưa bao giờ cam kết là sẽ cho Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Ông chỉ nói là ông sẽ ủng hộ sự phát triển của Bitcoin. Và bây giờ ông vẫn với khái niệm đó cho phép Bitcoin cạnh tranh một cách công bằng trong quốc gia Argentina. Chúng ta bây giờ hãy nhảy qua nói về nước Ý đi các bạn. Thì nước Ý nói họ sẽ tăng cường giám sát thị trường crypto với mức phạt lên đến 5 triệu euro cho các hành vi thao túng như là giao dịch nội gián và tiết lộ thông tin bất hợp pháp. Nếu như mà bị kết tội thì sẽ bị phạt tới 5 triệu euro các bạn. Mặc dù đó chỉ khoảng là 2% hộ gia đình tại Ý sở hữu Bitcoin, chính phủ Ý vẫn yêu cầu các công ty hoạt động trên lĩnh vực này phải đăng ký trước khi mà cung cấp dịch vụ cho người dân Ý. Và chúng ta bây giờ hãy trở lại Hoa Kỳ đi. Thì trên màn hình các bạn nè, chúng ta thấy hai người này nhìn rất là quen mặt. Tại vì đây chính là anh em sinh đôi nhà Winklevoss các bạn, Tyler và Cameron Winklevoss. Và họ cũng là chủ sàn của sàn Gemini và đã quyên góp là 30.94 Bitcoin, hơn 2 triệu đô la cho Donald Trump để mà chấm dứt cuộc chiến chính quyền Biden đối với crypto. Và hai người này đã cũng đã cam kết là sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump trong cái cuộc bầu cử này. Và các bạn cũng đã nghe cái tên này quen thuộc, tại vì những bạn nào mà đã xem cái phim về Facebook đó, cái phim Social Network, thì trong cái phim đó có hai anh em sinh đôi mà sau này kiện Mark Zuckerberg, tại vì mới đầu hai anh em này là người mà nghĩ ra cái ý nghĩ là tạo một trang web cho trường đại học Harvard Connection, rồi sau đó dựa theo cuốn phim đó, là Mark Zuckerberg đã ăn cắp ý nghĩ đó và tạo ra Facebook. Và trong cái phim đó thì họ cũng đã diễn tả hai anh em này một cách cũng rất là thấy ghét các bạn, giống như là họ là hai anh em từ nhà giàu rồi muốn gì được nấy. Sau đó thì đã kiện Mark Zuckerberg, nhưng mà ở ngoài đời đây thì chắc cũng không nỡ nào rồi các bạn. Và họ cũng đã đóng góp rất là nhiều vào thị trường crypto này. Sau khi mà họ đã thắng kiện về Mark Zuckerberg đó, thì lúc đó Thuận nhớ là Mark Zuckerberg đã phải bồi thường cho hai anh em này tổng cộng là 65 triệu. Và họ đã lấy một số lượng lớn, Thuận không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà họ đã mua 1% của tất cả Bitcoin thời điểm đó. Thuận nhớ là năm 2013 hay gì đó. Và sau đó họ đã gây dựng sàn Gemini cũng rất là sớm các bạn, cũng hơn 10 năm rồi. Và bây giờ đương nhiên họ không có còn là hai người lưu trữ nhiều Bitcoin nhất nữa. Chúng ta đã có Michael Saylor soán ngôi, nhưng mà các bạn thấy được hai anh em này cũng lưu trữ rất nhiều Bitcoin trong tay. Và chúng ta cũng có một số những cái thông tin nó cũng mang tính chất không xấu mà không tốt các bạn, liên quan tới Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai của Hoa Kỳ là CFTC. Cái này là không phải là SEC các bạn, đây là CFTC, đây là cái cơ quan mà quản lý những hợp đồng tương lai và hàng hóa giống như là Bitcoin và Ether bây giờ. Thì cái thông tin đó là họ đã mở một cái cuộc điều tra đến công ty giao dịch Jump Trading các bạn. Không biết là họ đã muốn điều tra cái gì, tại vì bây giờ thông tin vẫn chưa có rõ ràng. Họ chỉ nói là điều tra về cái khoản đầu tư giao dịch crypto của Jump Trading mà thôi. Có thể họ đang nghi ngờ có gian lận gì đó, chúng ta vẫn chưa có biết được. Jump Trading là một trong những công ty đầu tư rất là lớn trong crypto này các bạn. Chúng ta phải chờ trên thông tin mới biết được. Hiện bây giờ đó, CFTC và Jump Trading đều không có bình luận về cái tin tức này. Và chúng ta cũng thấy được hôm nay đây là cái ngày mà ra tòa giữa sàn Kraken và SEC. Các bạn có nên nhớ là sàn Kraken ở Hoa Kỳ thì cũng đã bị SEC kiện vì SEC nói là họ đã cho giao dịch chứng khoán mà không có đăng ký trên nền tảng của họ, bao gồm Solana, Cardano, Algo, vân vân. Thì các bạn thấy được là sàn Kraken thì cũng đã đệ đơn yêu cầu thẩm phán bác bỏ vụ kiện này. Và các bạn cũng thấy là nhiều năm qua đó, chúng ta đã nghe SEC sử dụng các lập luận khác nhau để biện luận các token nào là chứng khoán. Họ bắt đầu với how we test, rồi sau đó họ chế ra thêm những yếu tố như là một token đủ phi tập trung hay là không. Lập luận mới nhất của SEC đó là khi bạn mua một token, bạn tham gia vào một hệ sinh thái và hệ sinh thái đó được tạo ra bởi một đội ngũ tập trung. Vì lý do đó, khi bạn mua một token là bạn tham gia vào một cái hệ thống tập trung, cho nên đó là một chứng khoán. Tuy nhiên, SEC gần như đã bỏ qua cái ý tưởng này khi mà họ không tiếp tục điều tra Ethereum. Và các bạn còn đã biết là Ether là cái đồng mà có hệ sinh thái lớn nhất trong crypto hiện tại. Cho nên tôi không biết là SEC bây giờ muốn làm gì nữa. Nhưng mà dựa theo thông tin từ tòa đó, thì cái thẩm phán ở trong cái vụ này là khác với thẩm phán trong cái vụ của Coinbase hay là Ripple các bạn. Mỗi cái vụ là có một thẩm phán khác và họ có quan điểm khác nhau. Thì thẩm phán này đó nói là những gì mà SEC nói nghe cũng vẻ là có lý đó. Cho nên bây giờ họ sẽ không có cho bác bỏ cái vụ kiện này. Hiện bây giờ là gì các bạn, vẫn còn phải chờ thông tin chính thức từ tòa, nhưng mà dựa theo những gì chúng ta nhận được đó là khả năng rất cao vụ kiện này sẽ tiến tới. Và đương nhiên đây chỉ là cái sơ thẩm thôi các bạn, tiến tới thì hai bên mới bắt đầu là đưa ra thêm bằng chứng để mà chứng minh lập luận của mình. Nhưng mà các bạn thấy được là cái vụ này ra thì sẽ tiếp tục kéo dài nữa. Và chúng ta muốn biết xem coi nếu như mà Kraken thắng đó thì có phải sẽ chứng minh được Solana, Cardano, Algo và nhiều những altcoin khác là không phải chứng khoán hay là không. Và chúng ta còn hai thông tin nữa Thuận muốn chia sẻ nhanh với các bạn trước khi mà kết thúc video này. Và Thuận quên chia sẻ đầu video, ngày mai đó Thuận sẽ bận một số công việc cho nên sẽ không có video. Thuận sẽ hẹn các bạn trong video kế tiếp. Thì chúng ta thấy được là cái thông tin kế tiếp là liên quan đến sàn Binance, thì họ đã bị cơ quan giám sát tài chính Ấn Độ yêu cầu phải trả là hơn 2 triệu đô la tiền phạt. Không phải nhiều lắm đối với Binance các bạn, nhưng mà phải trả tại vì Ấn Độ nói là Binance vi phạm các quy tắc theo đạo luật phòng rửa chống tiền của quốc gia của họ. Và cái thông tin cuối cùng Thuận muốn chia sẻ với các bạn là hôm qua đó Thuận đã chia sẻ về tình hình của sàn Kraken. Họ đã bị hack khoảng chừng 3 triệu các bạn, con số không có nhiều, nhưng mà 3 triệu này ra cũng không phải là đến từ những cái người sử dụng sàn, mà 3 triệu này là đến từ ngân khố của sàn Kraken. Và lý do là tại vì có một cái lỗ hổng của sàn nào đó đã khiến cho những người này có thể rút 3 triệu từ sàn, rồi sau đó những người này đó giống như là muốn tống tiền sàn Kraken, nói là bây giờ phải cho họ một số tiền thì họ mới trả 3 triệu này về, rồi sàn Kraken nói là sẽ không đưa tiền tại vì đây là tống tiền chứ không phải là white hack. Nhưng mà hôm nay đó số tiền đó đã được trả về sàn Kraken rồi, cũng không có chuyện gì xảy ra nữa các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, AlineX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.